Rồi, đang nhân tiện nói về bên phía của ACK thì sẽ có cái vấn đề là tại sao cái sức ép của Gumashi và Kira nó lại rất lớn như vậy mà những đội tuyển khác họ không làm được. Thứ nhất là về cái lối chơi kỹ năng của Gumashi với lại Kira là tốt rồi đúng không? Không không cần phải bàn. Thứ hai nữa là một cái điều mà ai cũng có thể làm được, đó chính là cái thế về mặt chất tướng. Trước đây Linh có nói với mọi người á, cái quan điểm của Linh á là cái môn liên binh này nó cũng giống như là môn cờ vua. Nó giống ở cái chỗ nào? Nó giống ở cái chỗ sau khi giai đoạn cắm và chọn mình hoàn thiện cái đội hình, thì khi mà hoàn thiện cái đội hình đó nó sẽ có những cái điểm mạnh, những cái điểm yếu riêng, nó sẽ có những cái cách khai cuộc riêng. Với cấp độ 1 mình đánh như thế nào, cấp độ 2 mình đánh như thế nào, thì giai đoạn vừa qua anh em sẽ thấy là cái đặc điểm như là con reo nè, con poppy nè của honor nè ha, thì anh em sẽ thấy là có những cách khởi khởi động nó thể hiện về chất tướng luôn. Ví dụ như khi mà có Bobby thì cặp đôi đường dưới hai con tướng tay dài xạ thủ, xong rồi họ sẽ tích quay ha, để họ đánh vô rừng. Đây mở lên cho anh em coi ví dụ. Hoặc khi mà bên phía của T1 mà Của mình có như anh con ta cần reo thì họ sẽ di chuyển vào rừng bùa đỏ phá, kiểu dạng rớt sẽ di chuyển vào phá. Đây mở lên ví dụ cho anh em coi. Đây ví dụ như là vô cái này, vô cái thế chưa? Vô cái thế Bobby khỏe cấp độ 3 chưa? Bobby đánh cấp độ 3 siêu ghê, siêu mạnh. Cái câu chuyện đó thì anh em biết rồi ha. Chút nữa Linh sẽ mở cái ví dụ đánh cấp độ 3 của Bobby nó lọ cho anh em coi. Còn ví lại dụ để một lại trong trường những hợp này like, là nó sub và trong tay follow. Honor rồi. Honor đánh Bobby kinh khủng quá, từ đợt chung kết thế giới cho tới bây giờ. À, rồi, họ đơn giản là bên phía của T1. Cái gì vậy? Nếu Đơn mà giản nhìn là vào bên phía tầm của mấy T1 phát ở là thời chỉ gian dép ban ở thịnh đầu bên thì đầu nó sẽ thôi. không có. Họ nè, anh em sẽ thấy là họ chỉ dép ở những cái thời điểm đầu để tránh trường hợp di chuyển 5 thành viên và bị mất spell quá anh em. À, anh Nếu em mà sẽ nhìn thấy vào họ sự di thay chuyển đổi của ở Kira dép mỗi ở khi khúc cầu đầu bóng thôi ép nè, vào để ra cho đối phương để gia về tăng dép. thêm sức ép Thì bên phía của T1 mới bắt đầu trên di đường chuyển cho ra và Kira hãy sẽ nhìn vô cái khá cách thịnh triển hành khai ở cấp độ bán 1 cầu của bóng họ này. nè. Đánh rất kỹ để coi đây coi có rừng hay không, coi có đột biến nào hay không, đánh kỹ càng ha. Nó rút Và sức ép khi đi mà một một phần phút và nó 30 sẽ giây, tức nghĩa là khúc này thì nhà ấy nấy về rồi, nhà ấy cũng sẽ có công chuyện rồi, nên chắc chắn là đường dưới chỉ có hai người mà thôi. cùng với Đó, những họ cái bắt đầu di chuyển vào chiếm trang bùi. bị đo Mà ra anh sẽ em là một coi điều cái rất cách xử lý nè. Ok, bóng 3 cái đen này là của một người Kira khác tận dụng cái mưa kiếm lên đánh là bình thường ha. Nhưng nếu mà Kira không đánh thì anh em sẽ coi Gumayusi là tại sao mà họ luôn tích được 3 wave ở đường dưới. Mà riêng về những người chơi như là Lazy Field đồ các thứ, khi mà Linh có coi á, ranh hàng á, thì anh em sẽ thấy là những mẫu chất tướng mà Lazy Field chỉ tích được 2 wave thôi. Hoặc là Byzero, Elio của bên phía của Gang Esports đó, họ chỉ tích được 2 wave cho cái cặp rất khỏe của họ ở đường dưới. Tại vì sao họ không tích được 3 wave? Thì mình hãy coi vô những cái ví tầm dụ như của thế này để Kira trong mình cuộc giao hiểu tranh ha. giữa thực sự. Đây, đơn giản nè, anh em sẽ thấy nếu như Kira không đánh lính trong trường hợp này ha, thì Gumashi sẽ là người đứng lên cao để gom ba con lính đánh gần lại để nó tạo ra một cái Nếu lượng sát thương dồn vô một con lính đó. nếu như Nè, mà đó, anh em sẽ thấy không? 1 2 3 4 5 6 đánh vô một con lính, thì khi mà nó đánh vô như vậy á, thì rõ ràng là cái thế lính sẽ đẩy về phía sau cho Gumayusi. Đó, và Gumayusi sẽ đứng lên cao kết hợp cùng với lại Kira. Tại vì chất tướng của họ mạnh hơn, phía Rai chất tướng nó yếu hơn. À, nên họ sẽ được quyền đứng lên cao. Đó, thì lúc đó Gumayusi sẽ tự cân chỉnh cái đợt lính này. Tự cân chỉnh như thế nào để cho quay lính thứ ba sẽ nằm ngay chỗ này. Và họ sẽ bung chiêu để tích một quay to có quay xe, đai trụ nó dễ dàng thành công hơn. Đó, thì bạn anh em không sẽ xử thấy lý là tốt những mà tình huống còn như bị thế bắt này đầu nè. đầu. Từ Rồi. khoảng từ cấp À, 3 mình trở còn đi farm con là lính bạn nữa. sẽ không được nhìn Ok, mặt farm con lính nè, lính nó tập nhu trung của cầu. bên phía của Mao Nhu Xi cầu nè. rất lớn về mặt kỹ Ok chưa? năng Ok và chưa? cả khả năng phối hợp với nhau giữa các Ok đơn vị chưa? bên trong khoảng thời Mid gian đầu đam này. rõ ràng Bởi chưa? vì tầm hoạt động của Varus thì sao? Đó. Nhưng mà ba thì sao? Đó. Rồi anh em sẽ để ý là cái sự phối hợp giữa Kira với lại Gumayusi ha. Kira vào vị trí, Gumayusi cũng đánh lính một cái. Nếu như mà Kira bắn được, Gumayusi sẽ đánh thêm cái nữa dịch gì vào con lính. Là cấu rễ máu, lúc đó là họ sẽ có lợi thế hơn về mặt sát thương. Đó lý do tại vì sao mà Khiến cho Gumayusi lính đánh bên đầu con lính vẫn này là nè, xong đầu. rồi đứng lên cao nè, anh em hình dung không? Từng cái cách xử lý nhất định nó đều có ý nghĩa. Ok Bởi ha. vì tầm Chút hoạt nữa động thì cái của này là cái ví dụ về cái cách đè lên, chút nữa Linh sẽ có ví dụ về cái cách mà xử lý không đè lên được ở đường dưới đến từ bộ đôi của phía của Gam cho anh em coi. Varus thì xa, Đó, nhưng kiểu mà kiểu là bạn như thì vậy nè. thắng tay Đó, quá sẽ nó được sẽ nhìn. có cái liên kết giữa xạ thủ và hỗ trợ. À, tất nhiên về mặt chất tướng thì con Varus với lại con Pai thì nó sẽ yếu rồi ha. Mình không nói về chất tướng nhưng mà đó, mình Bạn nói về cái Kira cách bắn rất di rác chuyển thôi hoặc và là liên cái tục là từng những những pha pha xả xử kích lý của của Linh Lung. Gumayusi thôi. Rồi, đợt lính thứ hai, hai bên khúc này thì nó cũng gọi là cân bằng, thì không phải là cân bằng nhưng mà có Ba nhỉnh đôi hơn cực một chút dành cho bên phía của Gumayusi nhưng nằm ở trong cái tầm kiểm soát. kiếm liên tục và bên Đó, Linh đang nhưng mà nó anh em thấy không?
À, mình tung cái e này vô tình là nó trúng luôn mấy con lính ở phía sau, nó trúng luôn mấy con lính ở phía sau, Nó phải phục hồi rồi lại phải cố gắng ăn thêm con lính này, nó trúng luôn cái mấy con lính phía sau. Tạm gọi là cái thế này nó là cái thế mà 9 với 10. Hồi nãy thì có thể là 10 với lại 8 hoặc là 7, rồi bây giờ 9 với 10, tức nghĩa là cái khả năng đẩy chậm của Gumashi với bảo lại vệ Kira Empire. nó sẽ có. Empire và Ok, Sword nó ra Thunder cái thế này. này dưới Sion đang Nè. là bộ đội có được khả năng kiểm soát lính tốt hơn. Nè, Kira đang chuẩn bị đánh đúng không? Đứng lên cao đúng không? Họ Gumashi đang vào đánh vị trí tốt liền. Ok, vào vị sẽ trí có liền. cơ hội hái sớm hơn so với những gì mà mình và Kelly Nè, có, đánh con lính cùng nè. cái vòng rừng mà Poppy có được ăn từ bãi chim. Chắc chắn anh ta sẽ Kiểu chạy như ra là phía đánh sau cơ cùng với sở lại của hỗ mình để trợ của nghe mình đúng đó. không? Nhấp Đây vô là cái một vị cái trí bài liền. căn bản nếu như Đó. bạn có một Rồi, đội ok, đối đó là cái sự phối hợp giữa Gumashi và Kira ha, ở trong dàn đi đường ha. Còn bây giờ thêm cái sự phối hợp với lại Poppy nữa, của Honor nữa, thì rõ ràng trong tình huống này vòng rừng 37 di chuyển qua xâm lăng vô rừng đối phương, nó sẽ có hai trường hợp. Một á, là nếu như mà Lucid ăn từ dưới ăn lên, boss chết sẽ bị die tại vì không có rừng cứu. Và thường là bây giờ người ta sẽ không ăn theo kiểu đó, người ta sẽ ăn cho cover boss, giống trường hợp này của bên phía của Lucid. Thấy đường Thì đi khi như mà vậy trường đấy hợp bạn này của bên nhỏ. phía Lucid á, Những vòng rừng thì này rõ nếu như ràng chúng là đã cứng Honor như sẽ di trước chuyển cho vào Poppy BK ở 11 đường dưới tới phòng với thủ lại thì rừng em đối cũng phương. biết rằng chắc chắn sẽ Sejuani không lúc phải này cũng sẽ đạt được Poppy cấp độ 3 ha. đến Nhưng từ quan một trọng là đội mình quân như BK vậy. như thế nào Đây là để lúc mình mà có những sự người liên phải kết lưu với về cặp nắm boss. mắt ở Thì anh em coi đường có Honor sau trong lưng trường thằng hợp phía này nè. rừng để lấy thông tin và bắt buộc phải gọi Ok, Lucid cắm di mặt ra chuyển lấy sự thông phòng tin. lăng bởi các thành viên phía của Kéo T1 ra, một cái ưng tim kéo và kéo Honor vẫn kéo rất kéo khéo kéo hất bùa kéo. xanh ra phía Ok, thấy đối sau của phương bức đây đúng tường không? này. Boss của mình đang giữ thế. Nó phải có một cái sự liên kết, thậm chí là mid cũng phải có sự liên kết ở trong trường hợp này nữa nha. Mid đó. Rồi ok, kéo Chấp trừng phạt vô ở mình đã BK. chưa? Để xem. Boss đẩy thêm Mùa quay giáp đã nữa. hết kiên nhẫn. Hồi máu Quay lại, thứ 5. Lucid vẫn sẽ đứng nhìn ở khu vực này. Còn Lee chuột đứng vô dưới cái coi bộ tình đô hình của như Chuan đang nào. đẩy cao. Lại làm choáng ngợp Honor trong khu vô rừng. gây sát thương Honor xong rất lùi tự ra tin với để tăng tốc kéo pha. Sejuani Rồi của boss bắt Poppy đầu di này. chuyển vô Honor rồi. đã làm nó Thì rất khi mà nhiều boss di lần. chuyển Vẫn vô luôn như luôn thế này vẫn á, luôn thì luôn chủ cầm động cầu hơn thủ kéo nhưng ra. Lucid đã khó Nó khống khớp bộ vô sự cái tấn nhịp công mà của Lucid Poppy. đang còn thấp máu. Chan, bộ đội đường dưới của ta Bây đi giờ kìa. hỗ trợ bên phía đối phương vô luôn không? Thì xạ Wow, thủ mình mùa vô giáp luôn. của DK đã mất. Xạ thủ bên phía đối phương đang bị Kelly kẹt. có đi áp sát Kiểu và là cái như con vậy Lucid anh của em. nó không đủ tầm Nó rồi. sẽ Nó có phải một phê cái cơ mối đấy. liên kết ở trong những cái tình huống như thế này. Rồi, đây là cái tình huống liên kết cho anh em dễ hình dung đúng không? Linh sẽ cho anh em coi một cái pha mà thiếu liên kết mặc dù về mặt chất tướng như vậy luôn. Tại giải đấu LCK luôn. Cái trận đó là cái trận nào ta? Trận đó là như trước cái ngày hôm trận đó là trận trận này hả? Phải trận này hả? Của Danis có nhưng Kama phía bên kia di chuyển nhanh hơn Đó, chắc đó, 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 chỉ đó, chọn đó, an toàn đó, hơn dành cho bản thân của mình đó, đó, một xíu đó. nhưng cũng khó đấy bạn Ok chưa, ở trong giai cũng đoạn là này bạn Poppy, không tại vì sẽ có những cái con tướng mà nó đặc thù như là Poppy nè, rồi con tướng nào nữa, Poppy đặc thù nè, tại Poppy phải tấn công ở cấp độ 3 chứ không may mà chơi Poppy mà farm rừng 77 hết á, Poppy farm rừng 77 là một con Poppy phế vật, anh em ha. không bị nhìn tới cái mức độ phải thua Đó. mà bằng 7 người ở khu vực sẽ là những người Ok, xâm lăng boss ba quan quay trọng đúng của tấn không? công. Bắt đầu bung chiêu, bắt đầu vô hỗ trợ đúng không? Vô cái thế của Poppy chưa? Vô ha. Trả lời đến từ Kurt sẽ là như thế nào đây? Chúng ta đã có được hay không đây? Ok, Bức vô biết tường Lee Sin phía đây trong luôn, là vô BK đang luôn á, đứng mid ở phía đẩy. của mình. Đụng độ nhau, được Vô hay không đây? BK. Lính hiện tại khu vực giữa nó vẫn đang chơi vơi, nó Xì chưa có bông những ha, người xì gọi là bông sự ha. khẳng định chủ quyền Ok, đến đánh tay setup. nội tại. Cho nên là Trời Bulldog ơi. vẫn có thể di chuyển vào để có thể hỗ trợ, nhưng thời gian vẫn đang bị Trời gộp lại ơi. khá nhiều spawn. Trời ơi. Tại Cho sao nên vậy? là Đánh qua cái chỗ này rồi, đừng có đánh con sói nữa. Ok, lựa tân Lee Sin mà đánh. Bulldog vẫn Kiểu đang như di chuyển. là nếu mà Lee Sin là kéo kéo con sói qua phía bên đây nè, kéo con sói qua phía bên đây nè để phối hợp với lại cặp boss nè. Cặp boss sẽ có một cái dịp di chuyển vô nè, hỗ Di trợ chuyển nè, vào kiểu để có thể kiểu là như hỗ vậy trợ nè. nhưng thời Xong gian đánh qua đánh lại nhấp đang vẫn sói đang nè, bị gốn xong khá đánh con nhiều Lee Sin spawn. đi. Liệu tranh cướp được không? Không được, vẫn có Đánh thể con di Lee chuyển Sin vào đi để chứ, có thể hỗ đâu trợ. cần phải đánh sói ngay chỗ này đâu. Đánh con Lee Sin nó yếu máu là tự động Lee Sin nó dạt qua phía bên kia. Tự động con Lee Sin nó sẽ dạt lên cánh trên tại vì nó yếu máu rồi. Boss lúc đó chỉ cần di chuyển nửa đường thôi. Mình đang Nhưng có thời lợi gian thế vẫn về đang bị cặp gốn boss, khá mình đang nhiều có lợi thế spawn. về mid, Liệu mình tranh đang cướp có lợi thế về chất tướng rừng. được Nó không? Không không khai được. thác được Kurt ha. vẫn giữ được con sói lớn. Còn trong cái đã không còn trừng Nè, phạt đồng nghĩa xong việc rồi bây là giờ kiểu như đâu có thế mà đẩy cái quay 4 với lại quay 5 lại đâu. lợi thế của spawn Xong đã rồi đối bị phương phủ có xanh sát rồi thương quá đến lớn. từ trụ. Attack đi cùng với lại Playta như đã Một quay nói sau nó sẽ đẩy ngược trở lại. đúng đẩy thứ Nên đâu ba cướp được nữa đâu. Core trở lại dành cho Quá nữa chật vật, quá với tốn lại thời gian. trường hợp vẫn dành cho Xong rồi Kurt sau cặp đó. boss cũng không bị áp lực nữa. Nó fail anh em.
nó fail về mặt chất tướng ha. Rồi ok, đó là cái câu chuyện này ha. Cho anh em thêm những cái ví dụ về những cái sự phối hợp. Tại vì reset mùa này Linh không có coi nhiều á, nên sẽ lấy một vài những cái ví dụ thôi ha, để cho anh em coi cái hiểu thêm về những cái tình huống phối hợp. Tại vì sao mà cái việc mà bạn tích 3 quay nó quan trọng hơn 2 quay? Khi mà mình tích được 3 quay á, quay thứ 3 của mình là quay xe, mình sẽ có làm nhiều hơn công chuyện, mình có thời gian nhiều hơn để hỗ trợ cho rừng, mình có lính nhiều hơn để mà đai trụ, mình có đồ các thứ này nọ, mình có áp lực tấn công vào công trình vào những cái lớp giáp trụ nhiều hơn. Còn khi mà mình chỉ đẩy được quay thứ hai vào trong trụ đối phương thì cái điều gì nó sẽ xảy ra? Mình đẩy được 3 quay, mình có thể lên cấp độ 3 sớm hơn so với đối phương. Nhưng khi mà mình đẩy được 2 quay, quay xe của đối phương nó sẽ tích ngược trở lại. Quay xe lúc đó, ví dụ ha, mình đẩy được 2 quay tới ngay chỗ này thì quay 3 con xe nó sẽ đứng ở trong trụ của đối phương, và quay 4 nó sẽ đẩy ngược trở lại, và khi đó đối phương sẽ lên cấp độ 3 sớm hơn mình. Thì như vậy là gì? Là mình fail về mặt chất tướng. Chất tướng xạ thủ hỗ trợ của mình là chất tướng mạnh hơn, nhưng mà mình lại để cho cặp bot của đối phương lên cấp độ 3 sớm hơn, là fail, là phế vật. Cảm ơn Phạm Việt Hương donate 50k nha. Em rất thích giọng nói của anh, nếu như được thì anh làm chồng em được không? Trời ơi, gái bây giờ bạo dạn quá. À, nghe rất là ấm áp à. Đọc nhầm. Cảm ơn Phạm Việt Hương nhiều nha. Rồi ok, anh em hình dung ra cái quay thứ ba rồi đúng không? Thì trong trường hợp này nó sẽ có lỗi như thế nào? Đây, trong trường hợp này. Ở đây Linh phải nói là cái chất tướng nha, cái chất tướng Varus với lại Bay, chất tướng của Ezreal với lại Rakan ha, nó sẽ có những cái điểm khác nhau, nhưng mà cái điểm giống nhau của nó là cái cặp nó yếu. Căn bản là cái cặp đó nó yếu. Rồi ok. Thì ví dụ trong tình huống này đi. Trong tình huống này thì cái vấn đề mà Bay Siro với lại Elio gặp phải là cái gì? Khi mà họ đang tích cái quay xe, thứ nhất á là họ để cho Shogun farm lính một cách rất đơn giản, là khi tại vì mọi người hình dung á, khi mà cặp bot của mình thắng á, đường dưới hoặc là đường nào của mình thắng cũng vậy luôn, thì cái lợi thế lớn nhất của mình là gì? Là mình sẽ đứng ngang bằng với lính. Lúc đó thì mình sẽ tạo ra một cái áp lực, đối phương muốn lát hết con lính thì đối phương phải mất máu, mình tung chiêu để mình rỉa máu. Thì lúc đó tại vì sao mà khi mà farm lính ở dưới áp lực thua lane á, nó sẽ bị mất chỉ số lính nhiều, là bởi vì áp lực á anh em, áp lực kiểu là như vậy á, mình muốn farm một con lính thì đối phương nó sẽ nhân cơ hội đó rỉa máu mình. Tỷ lệ thành công ở trong cái pha rỉa máu nó sẽ cao hơn, tại mình phải lát xích mà. Thì cái câu chuyện ở đây Basiro với lại Elio á, là một phần là bởi vì kiểu như là tay á anh em, tay thì kiểu như là cũng không có phải là top đầu á, mạnh á, để mà mình đứng ở phía sau lính mà mình né chiêu hoặc là mình gây áp lực cho đối phương phải tung chiêu vào lính và rỉa máu á. Nên Basiro với lại Elio phải đứng, ví dụ Basiro đi ha, phải đứng phía sau lính của mình đó, lúc nào cũng sẽ đứng phía sau lính nè. Nhưng mà anh em sẽ thấy là cái sợi dây liên kết giữa Basiro với lại Elio nè, nó xa nhau. Một người tấn công thì một người này vừa mới lùi về, nó không có cái sự liên kết ở đây ha. Thì khi mà không có sự liên kết như vậy thì nó sẽ là bị cái gì? Rõ ràng là Elio tấn công được đúng không? Ok, pha này tấn công được, rỉa máu được, bắt tay được, ok đúng không? Nhưng mà nó thiếu sát thương của xạ thủ. Và cái pha sau Elio đứng lên cao một mình thì anh ta bị ăn sát thương của hai thành viên phía bên kia. Đây 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 đây, thua chưa? Lên chay một pha cái là lỏ luôn. Tại vì 2-1 mà anh em, chứ đâu phải là 2-2, chứ đâu phải là có áp lực về lính. Mà trong khi đó là cái thế lính nè, chức tướng và thế lính nè, nó đang lời hơn. Mà xử lý như thế này là fail chưa? Fail đó nha, Gam đang bất bại nha. Gam hiện tại vẫn là đang bất bại tại VSET. Nhưng mà sẽ có rất nhiều những cái vấn đề mà mình đang gặp phải. Tại mình đánh, nếu mà so với lại trình top tier như là thế giới thì rõ ràng là mình đánh vẫn mắc lỗi như thế này. Và khi mà những cái lỗi như thế này nó xảy ra ở trong những cái trận đấu mà căng thẳng, những trận đấu mà quốc tế, là tụi nó đè cho mình chết. Tụi nó đè cho mình chết, anh em hình dung không? Thua một pha BK như thế này là lỗ máu rồi, lỗ máu rồi, thua lên luôn anh em. Ok ha, để xong quay lính về xong bla 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 đồ các kiểu.
như thành bản của mình. Rồi thêm một một tình tấn huống công nữa. đợi nữa Nói chung là nhưng mà Baisiro với ra lại hôm nay sẽ Elio, những cái tình huống này nên được sửa, mà chắc là bên phía của Gam họ sẽ sửa dần á, ví dụ như là về những tình một huống cú như sau thế lưng này ngang đến từ Levy và vô cùng thành công. Baisiro Một thực tấn công ra Fury, đóng vai Fury trò đã là chấn xạ chỉnh thủ mà á, thôi, không đã cần tác phải động hỗ đến trợ thể chất và cho lực rừng nhiều bởi vậy vì đâu. Anh ta biết là Phải điều ưu duy tiên nhất tới để giúp việc đảm đảm bảo thể bảo chất chỉ và số thể chất của farm, mình chứ đảm không phải bảo chỉ được là các thứ này nọ của bản thân của mình á. Xong chỉ hồi chạy một về pha nguyên mà cái quay Fury to luôn, nhưng xong bây bị giờ áp lực, đội hỗ trợ rất nhiều số cách đi làm mức lính đồ rõ các anh thứ ta đã nhiều, vượt qua rất được cái nhiều lớp ha. cản Rồi, Fury ok, Fury thì sẽ đó là đang cái xử lý mấy cái cái điều mà áp Linh lực muốn của nói Fury sơ sơ tốt hơn về cho mọi so người với hình cặp dung đôi ra hiện được tại cái nhưng cách chơi ở khu vực đường cũng dưới thôi, và những cái vấn đề mà nhiều team đang gặp phải á. Thì ở đây là mình đang lấy một cái cột mốc nó hơi cao, tại vì cái cột mốc là nhà vô địch thế giới Gumayusi và Kira, cột mốc nó cao. Nhưng mà tại vì anh em phải hiểu á, là cái game này nó tay của mình thì nó sẽ để đáp ứng cho những cái thế mà mình sẽ làm, những cái thế mà mình sẽ làm, tức nghĩa là khi mà mình bích một cái, mình ban bích đó, mình bích một cái đội hình đó nó ra cái thế như thế nào đó, thì mình phải cố gắng đánh theo cái thế đó thì nó mới có được lợi thế, nó mới đúng về mặt chất tướng, kiểu là như vậy anh em ạ. Ở VZ mình đang bị yếu nhiều thứ, nhiều cái lắm. Để Linh lấy một cái ví dụ khác về cái thế cho anh em coi. Ví dụ khác đi ha. Lần nữa anh ta đang chiếm cái lợi thế này được khu vực giữa rất là tuyệt vời. Rõ ràng rồi, Để đây là Linh chiến nói thắng xong của này anh thì ta. anh em có câu hỏi nào thì anh em Ở nói ha, anh em phía hỏi nha. kia có một đây rất đầu tiên đi để trông rất Rồi, và một sự cái này tập thì nó sẽ cố liên gắng quan tới vấn đề về đội chơi trận game ở trận trong và tương lai, chơi cũng game trong tương lai là như thế nào. Nó cũng sẽ dựa vô những cái cách khởi đầu thế mà Linh nói. Ở đây mình đang thấy cái sự khác biệt là cái gì? Ở đây mình đang thấy tạm thời tính đi ha, mình đang thấy có sự khác biệt lớn về mặt chất tướng của đường giữa và rừng, cụ thể là rừng. Ở đây con Poppy như đã nói là cái vị tướng mà cần phải tạo ra đột biến ở thời điểm cấp độ 3. Thì ở đây Len có đủ áp lực hay không? Thứ nhất đó, là con Senna Tamke, Senna Nautilus không phải là cái kèo mà kiểu dạng BK ở đường dưới, là cái kèo phòng ngự, cái kèo thủ. Đường giữa cũng không găng được. Đường trên đánh với lại Kassante nhiều khi cũng khó găng. Nói chung là con Poppy ngay trường hợp này là cái vị tướng mà nó không có khớp với lại ba lane rồi của bên phía của MBE rồi. Nhưng mà cái câu chuyện ở đây là gì? Câu chuyện đây là mình đang thấy có một sự khác biệt giữa mid rừng của hai phía. Mid của Gam đang là cái con tướng sẽ đẩy đường mạnh hơn so với lại con Azir. Rừng của Gam đang là cái con tướng có tốc độ dọn rừng nhanh hơn rất nhiều so với lại Poppy. Thì nó sẽ dẫn tới câu chuyện gì anh em? Nó dẫn tới câu chuyện là cái thời gian trống của con Rein á, của con Fireman của Levi á, là nhiều hơn, cực kỳ nhiều so với lại Poppy. Thì nhiều khả năng đây sẽ ván thi đấu có thể bị out jungle bởi Rein và cụ thể là Son. Thì cái thời điểm mà bị out jungle nó sẽ là thời điểm nào? Nó sẽ là thời điểm nào? Nó có thể là vòng rừng đầu tiên hai cua dành cho Levi, nó có thể là một, nó không phải là có thể nữa, mà nó chắc chắn sẽ là bãi chim hai. Nên trong trường hợp này, khi mà bạn đang là một con tướng đi rừng farm chậm hơn rừng đối phương, mid của bạn lại bị mid của phía đối phương đẩy, bot thì tùy vô những cái tình huống nha, bot lúc đó thì hỗ trợ, nói chung là tùy lắm, tùy vô hỗ trợ. Ví dụ như phía bên đây mà có hỗ trợ, gặp bot mạnh hỗ trợ nó được thả ra để mà nó đép bẫy chim á, thì lúc đó nó sẽ ra một cái thế khác. Nhưng mà bot đây mình tạm thời mình chưa tính tới hỗ trợ, mình chỉ tính mid rừng thôi, thường là bây giờ mình tính mid rừng thôi ha. Thì nó sẽ xảy ra trường hợp gì? Bãi chim hai. Bãi chim hai là nơi mà mid rừng mạnh hơn tụi nó sẽ đánh vào. Anh em coi lại những cái trận playoff của chung kết thế giới, nó được quyết định từ cái vòng rừng. Nên trong trường hợp này Son muốn ăn từ dưới ăn lên thì ăn bùa đỏ. Cái này là chơi game tương lai, chơi game dựa vô cái thế và chất tướng. Mà ván này Son Nếu nó anh vô đã ăn chỉ bảy điểm chim, rồi thì khả năng vô là ăn sẽ bảy chim trước nó sẽ bị gì so với lại ăn bùa đỏ trước? Ăn bùa đỏ, ăn đá, ăn chim, sống chạy vòng lên cánh trên. Như vậy chim hai của mình sẽ ra sau. Chứ bây giờ mà ông ăn chim trước, anh ta sẽ phải kích bình máu và trụ lại đường mà thôi. hồi con người lửa nó farm một vòng rừng rưỡi, nó về nhà xài tiền xong nó chạy ra nó cúp chim hai của ông, tại vì bãi chim của ông ra trước.
Mid của ông bị đẩy, Chitana nó đẩy trước. Rồi ông lấy gì ông đép? Không thể nào đép được. Không thể nào đép được. Và lúc đó nha, Son sẽ mất bãi này. Son mất bãi người đá. Lúc đó Son chỉ biết là bú lên cánh trên thôi. À, bây giờ mà cánh trên mà nó không có con cua nữa, con cua 2 mà nó ở dưới nữa là xong, end game. Xong rồi đó. Là bây giờ mình có thể mình chơi game đâu đó khoảng chừng 15 phút, 10 15 phút. Chỉ đến từ cái đội hình ban bích. Là bích xong cái đội hình là mình thấy là cái thế luôn nó như thế nào luôn rồi đó. Bây giờ ông ăn 7 chim trước. Ông sẽ bị vô cái thế đó. À, tụi nước ngoài, tụi mấy tụi mà top ti á là tụi nó win theo cái thế đó không à. Mọi người hình dung không? Ở đây Linh nói vậy mọi người có hình dung được không? Là vô cái đội hình như thế này một phút thôi đúng không? Như anh em có thể nhìn ra viễn cảnh của 10 phút tiếp theo. Nó là như vậy anh em. Game bây giờ nó là như vậy á. À. Mà kiểu dạng MB là... Nói chung là mấy cái này thì thường là ở Việt Nam thì cũng ít người để ý, ít người biết. Thì đó đó là cái câu chuyện mà Linh muốn nói với mọi người á. Chơi game tương lai nó sẽ là như vậy đó nè. Anh em có thể coi lại những cái trận chung kết thế giới giai đoạn playoff bán kết đồ các thứ đó, là tụi nó sẽ đánh theo cái thế đó. Đợt vừa rồi anh em search coi lại. Rồi ok anh em ha. Quá hay, quá xuất sắc. Trời ơi, phân tích kìa, quá xuất sắc. Linh đã chia sẻ hết những cái ruột gan, những cái kiến thức ở trong in game cho mọi người đó. Đó là cái sự khác biệt của Linh khi mà Linh bình luận. Nhưng mà phải mọi người phải biết thì mọi người mới biết là Linh nói nó ý nghĩa. Nó lúc mà bình luận á, nó mới những cái lời mà Linh phân tích nó có ý nghĩa. Mọi người hiểu không? Là nó sẽ ra cái thế đó cho anh em coi. Tại vì trong một cái trận mà đánh trong một cái trận liên minh á thì đâu đó những tình huống phân tích trước, nói chung là Linh cũng thấy là trong một cái trận liên minh bình thường ha, Linh phân tích những cái tình huống trước ba tình huống là xong rồi. Ba tình huống là ván thi đấu đó là phân tích thành công rồi. Kiểu mình đọc trước tình huống, ba tình huống thôi là xong rồi. Là quá ghê cho một cái phân tích tương lai rồi. Chỉ cần là như vậy thôi nhé. Nhiều khi là một xong một pha là end game rồi. Nhưng mà Linh nói vậy mọi người có hiểu không anh á? Anh em có hiểu không? Linh nói vậy anh em có hiểu không ta? Nhiều khi khả năng sư phạm của mình nó kém á. Anh em hiểu cho phím số 1 đồ các thứ này nọ đi. KDF giờ anh nghĩ là vào top 4 được không hả? KDF bây giờ là ngon nha. Ngon nha, đang ngon nha. Ông Linh giải thích cũng dễ hiểu mà đúng không? À, cảm ơn anh em nhiều. Ờ, Lazy Feel hả? Oh, hello Devil nha. Hello, nãy giờ mấy bạn nha, nãy Linh chưa chào nha. Hello gì à? Nãy thấy có gì đó. Gặp anh Phan Huỳnh nha. Đang nói quá, mãi nói quá. Lazy Feel hồi nãy Linh chết thì đâu có đánh đâu. Nè, 7 ngày trước nè. 7 ngày trước nè. Nghỉ ăn Tết lâu sâu quá chứ. Chica thì ngày hôm qua có chơi vài game. À, Chica ngày hôm qua hôm kia giờ có chơi vài game, chơi con Win. Win nặng xà kích. Ừ.